Kay xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Hôm nay chúng ta sẽ học về một cấu trúc rất là đơn giản mà Kay nghĩ rằng các bạn sẽ có thể áp dụng vào trong việc nói chuyện của mình Cấu trúc của mình là động từ to be cộng với tính từ Như vậy các bạn sẽ hỏi tính từ là gì? Tính từ là từ dùng để diễn tả hoặc là để mô tả về đặc điểm hoặc là về tính chất của một người nào đó, một vật nào đó hoặc là một việc nào đó như vậy chúng ta nhớ nhé tính từ là từ dùng để diễn tả hoặc là mô tả về người vật hoặc là việc trong đây chúng ta thấy có hai người một người thấp và một người cao i am short có nghĩa là tôi thấp tôi lùn i am short i am chữ em là của động từ to be ở thì hiện tại mình có em, is hoặc là a và sau đó từ short là một tính từ diễn tả một người nào đó thấp hoặc là cao. Như vậy, to be cộng với tính từ I am short. Còn bạn thì cao. And you are tall. You là chủ ngữ. A là động từ to be. Tall là một tính từ. Như vậy mình thấy trong hai ví dụ này đều có chủ ngữ cộng với động từ to be. Sau đó là một tính từ. I am short and you are tall. I am rich tôi giàu có. Vẫn là động từ to be cộng với tính từ rich là giàu có. Như vậy chúng ta thấy động từ to be là những từ dùng để diễn tả về một người nào đó hoặc là một đồ vật, một con vật, một sự việc nào đó. Cao thấp, xấu, đẹp, mập, ốm, giàu, nghèo, buồn, vui. Đó là những tính từ nhé các bạn. He is smart. Anh ấy thông minh. He is smart. Từ smart này để cho mình có thể đọc, các bạn thấy ở đây có chữ A. Mình đọc âm A. Trước chữ A có chữ M. Ma. Trước đó chữ S. Mình đọc là S, không đọc là C. chỉ là S. smart Smart. Kéo đến có chữ R. Khi có chữ R, chúng ta có thể kéo dài chữ A ra. Smart. Tận cùng có chữ T. Smart. Smart. Chữ R có hai cách, thứ nhất mình có thể kéo dài, thứ mình có thể cong lưỡi một chút xíu. Thay vì đọc là A, mình đọc là R, smart, smart. Nhưng mà mình vẫn có thể cong cong lưỡi cho nên nếu mà bạn nào thấy khi mà mình cong lưỡi lên hơi khó, thì mình chỉ cần kéo dài chữ A thôi. He is smart, anh ấy thông minh. She is cute, cute có nghĩa là dễ thương hoặc là xinh xắn. Mình đọc cute từng cùng có chữ T, cute cute. Nhiều bạn trẻ đọc là cute, cute là phát sinh từ chữ này đó các bạn nhé. Chữ y tận cùng là âm câm nên mình không thể đọc thành hai âm được, mình phát âm một âm cute mà thôi. Chữ she bắt đầu bằng chữ s và chữ h, mình phải cong lưỡi. She. She is cute. Cô ấy thông minh. Và chữ is một số bạn thường hay đọc là y, mình quên mất chữ s. Cho nên khi gặp màu đỏ thì các bạn nhớ. She is cute. She is cute. Your sister is talented. Chị của bạn khéo tay quá. Từ talent là có tài. Chị của bạn có tài quá, khéo tay quá. Your sister is talented. Ở trong từ sister mình thấy có chữ S ngay chính giữa. Một số bạn khi mà mình đọc nhầm mình đọc là sister. Sit, không có chữ S. Nhưng mà không có S là sai nhé. Mình đọc là sister, sister, sister từ talented chúng ta nhấn âm đầu tiên talented tận cùng có chữ d mình đọc chữ d nhẹ mình không đọc là talented không đọc được chữ đò to như vậy nhưng mà nếu mà mình bỏ luôn mình đọc là talented thì cũng không được mình đọc là talented talented your sister is talented your daughter is sporty con gái của bạn giỏi thể thao quá còn nếu mà mình nói về con trai thì có thể dịch là con trai của bạn nhìn bảnh bao quá. Các con của bạn thích thể thao quá. Your daughter is sporty. Ở trong từ daughter mình thấy có chữ A và chữ U. Chữ A và chữ U mình đọc âm O. Mình phải kéo dài ra. Do, da daughter, daughter. Chữ sporty cũng là âm O. Có chữ R kế bên mình vẫn kéo dài ra. Sporty. Nếu mà bạn thích bạn có thể công lưỡi chữ R. Nhưng mà mình vẫn có thể bỏ, mình đọc là sporty vẫn được các bạn nhé. Your daughter is sporty. Your brother is strong. Anh trai của bạn mạnh mẽ quá, mạnh quá hoặc là khỏe quá. Khi đọc từ brother, mình nhớ có chữ TH, mình để lưỡi giữa hai răng. The, brother, brother. Từ strong tận cùng có chữ ngờ, mình đọc là strong, strong. Your brother is strong. Còn nếu mà mình muốn nói một người nào đó không phải là khỏe về phần thể lực mà thôi mà khỏe về phần tâm trí, ý chí, mình thêm chữ will, chữ will có nghĩa là ý chí. Anh trai của bạn kiên định quá hoặc là ý chí mạnh mẽ quá, kiên cường, kiên quyết hoặc là cứng cỏi. Your brother is strong-willed. Chữ will. Khi mà mình thêm ý đi tận cùng các bạn nhớ đọc chữ đi. Strong-willed. Strong-willed. Your brother is strong-willed. My boss is angry. Sếp của tôi đang nổi trận lôi đình hoặc là đang giận dữ, đang tức giận. Angry. Khi đọc từ boss mình nhớ cái chữ s, my boss is angry. Mình nhấn âm đầu tiên, angry. My boss is angry. My neighbors are noisy. Hàng xóm của tôi ồn ào quá. Trong từ neighbor mình có e i mình đọc âm a a sau đó có chữ G và H là âm câm mình sẽ không phát âm hai chữ này. Như vậy, hàng xóm mình đọc là neighbor. Neighbor. Đôi khi các bạn thấy chữ neighbor, chữ bờ họ đánh vần là B O U R, không phải là B O R, họ có thêm chữ U, chữ U nữa. Đó là cách viết theo tiếng Anh của người Anh. Còn nếu mà chúng ta bỏ chữ U đi là tiếng Anh của người Mỹ các bạn nhé. Chữ nào cũng đúng hết. My neighbors are noisy. Trong từ noisy mình nhấn âm đầu tiên noisy. Chữ S mình đọc là chữ Z. Noisy. My neighbors are noisy. Vị hôn phu của tôi có nhiều hoài bão lắm hoặc là có nhiều tham vọng lắm. Hôn phu hoặc là hôn thê là fiancé. Mình nhấn âm số 2. Fiancé. My fiance is ambitious. Ambitious, mình nhấn âm chính giữa. Ambitious. Ở trong từ shirts có chữ I và chữ O. Mình đọc công lưỡi là shirts. Ambitious. My fiance is ambitious. Tôi không giỏi tiếng Anh. Trong những câu từ đầu bài đến bây giờ là những câu khẳng định. Vì chúng ta sang câu phủ định. Khi sang câu phủ định mình có từ không ở trong đó, tôi không cái này, tôi không cái kia, tôi không thích đi làm, tôi không thích học bài, tôi không thích đi bơi. Chữ không đó là câu phủ định các bạn nhé. Trong bài này chúng ta chỉ nói động từ to be mà thôi. To be còn với tính từ ngoài sau. Tôi không giỏi tiếng Anh. Như vậy từ không này là câu phủ định và mình phải thêm từ not vào. Vì chúng ta đang sử dụng động từ to be cho nên từ not sẽ nằm sau động từ to be. Thay vì là I am, mình thêm từ not là I am not, là tôi không. Giỏi. Mình có từ fluent. Fluent. Đây là tính từ. Vẫn là công thức của mình. Kế sau động từ to be là tính từ. Fluent. Mình nhấn âm đầu tiên. Fluent. Tận cùng có chữ T. Fluent. I am not fluent in English. I am not fluent in English. Khi đọc từ English, mình nhấn âm đầu tiên. English. Tận cùng có S và H mình đọc công lưỡi. English. I am not fluent in English. Chồng tôi không hài lòng với cái xe của ảnh. Khi mà dịch thì mình dùng là không hài lòng, nhưng mà thực tế mình hay câu là chồng tôi ảnh bực mình cái xe của ảnh. Ảnh không thích cái xe của ảnh, ảnh chán cái xe của ảnh. Chồng tôi không hài lòng với cái xe của ảnh. Chồng tôi là my husband. Sau đó có động từ to be là is, không là not, hài lòng, happy. Với cái xe của ảnh, with his car. My husband is not happy with his car. Hôm nay thời tiết không tốt. Hôm nay là cụm từ chỉ thời gian. Tiếng Việt thường để ở đầu câu, ở tiếng Anh mình sẽ dời xuống cuối câu. Thời tiết là the weather. The weather. Từ weather có chữ th trên giữa, bạn nhớ để lưỡi giữa hai răng. Weather. The weather. Chủ ngữ là the weather, động từ to be là is, không là not, tốt là good. The weather is not good. Hôm nay, today. The weather is not good today. Khi mình thấy con mình buồn, mình hỏi là à, con buồn à, con là you, động từ to be của you là are, tính từ về buồn là sad. You are sad. Đây là câu khẳng định. Khi mà chúng ta hỏi là con buồn à là câu hỏi. Từ câu khẳng định mình đổi sang câu hỏi bằng cách thay vì là you are. Mình đảo động từ ra ngoài phía trước chủ ngữ. You are, mình đổi lại là are you. Are you sad? Tận cùng mình thêm dấu chấm hỏi. Are you sad? Con buồn hả? Rồi, bây giờ mình thêm là con buồn vì trời mưa à. Con thấy trời mưa con buồn à. Hoặc là con buồn vì trời mưa con không được đi chơi à. Câu của mình là con buồn vì trời mưa phải không? Are you sad? Vì là because trời mưa, the rain. The rain là một danh từ. Khi mà sau because là một danh từ, thì chúng ta có thêm chữ of sau chữ because. Are you sad because of the rain? Họ bị trễ vì kẹt xe phải không? Mình có từ họ là they. Động từ to be của they là they are. Câu hỏi mình đảo lại là are they. Trễ là late. Đây là một tính từ. Are they late? Ở trong từ late mình thấy có chữ A, sau đó đến chữ T là một phụ âm, cuối cùng là một chữ Y. Trong một từ nào mà có A, phụ âm rồi tới chữ Y, thì mình nhớ mình đọc là âm A. A. Như vậy để phiên âm cho từ này chúng ta có chữ L. Kế đến âm E là lay tận cùng có chữ T là late. Chữ E tận cùng là âm câm mình không đọc. Late. Are they late? Vì kẹt xe. Chữ vì là because of. Kẹt xe là một danh từ. Traffic là giao thông. Traffic, mình nhấn âm đầu tiên. Traffic, tận cùng chữ C đọc là K. Traffic traffic mình có từ jam là bị kẹt bị nghẽn hoặc là khi mà mình có những cái loại mức mà nó dính lại với nhau cũng gọi là jam luôn các bạn nha traffic jam là bị kẹt xe đây là một danh từ nên mình sử dụng là because of are they late because of the traffic jam con có siêng năng học hành không con là người đang nói chuyện với mình mình sử dụng là you are you khi mà mình thấy câu chữ có thường mình nghĩ à có là have nhưng mà các bạn lưu ý are you have không bao giờ đi chung với nhau được động từ to be và have không thể các bạn nhé và từ có ở đây không có nghĩa là mình sở hữu một cái gì đó nên chúng ta bỏ từ có ra luôn siêng năng là diligent mình nhấn âm đầu tiên diligent tận cùng chữ t mình đọc là diligent diligent are you diligent là con có siêng năng ở trong việc học của con không? In your studies. Are you diligent in your studies? Câu hỏi mình lên giọng chút xíu các bạn nhé. Are you diligent in your studies? Có một từ khác cũng có nghĩa là siêng năng. Ví dụ như mình hỏi là à anh ấy có siêng năng không? Và siêng năng này bao gồm cả siêng năng làm việc và siêng năng trong mọi việc luôn. Chúng ta có từ anh ấy là is he. Siêng năng là hard working. Work là làm việc. Hard là siêng năng chăm chỉ mình ráp lại thành một tính từ. Is he hard working? Để đọc được chữ hard này, các bạn nhớ chữ a mình kéo dài là ha. Tận cùng có chữ D. Chữ này có chữ R. Nếu mà các bạn cong lưỡi chút xíu nó sẽ hay hơn. Mình đọc là hard, hard, hard working, hard working. Is he hard working? Các bạn có cảm kích bài học này không? Các bạn có thích bài học này hay không? Các bạn là nhiều người nhưng mà vẫn là người TK đang nói chuyện thì mình vẫn xài là you, are you. Mình có tính từ thankful. Thankful này là từ động từ thank là cảm ơn. Thankful là mình biết ơn, mình cảm kích. Thankful. Khi đọc các bạn nhớ để lưỡi giữa hai răng trước khi đọc th. Thank, thankful, thankful. Are you thankful for this lesson? Are you thankful for this lesson? Các bạn có cảm kích về bài học này hay không? Các bạn không cần phải nói cảm ơn đâu, chỉ cần giúp thì thích và chia sẻ video này thôi. Mình dịch câu này nhé. Các bạn không cần, các bạn là you không là don't, cần phải có nghĩa là phải have to. You don't have to. Nói cảm ơn, say là nói cảm ơn là thank you. You don't have to say thank you chỉ cần giúp tk just help me just là chỉ help là giúp đỡ just help me chỉ giúp đỡ tk giúp đỡ tôi like and share thích và chia sẻ like and share video này this video you don't have to say thank you just help me like and share this video như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay một bài rất là ngắn và cũng rất là đơn giản và Tika hy vọng rằng các bạn sẽ học thuộc cấu trúc này để khi chúng ta nói chuyện mình có thể nói một cách trơn tru và dễ dàng hơn nhé. Giống như Tika nói đó các bạn không cần phải cảm ơn Phan và Tika tại vì có rất là nhiều bạn sau mỗi bài vẫn nhắn tin là cảm ơn Tika về bài học. Thì Tika chỉ muốn các bạn giúp Tika một điều là mình like và chia sẻ cái video này các bạn nhé. Ở phần tiếp theo các bạn sẽ cùng nhau tập đọc chung với em Phan. Mình nhớ phải đọc to lên các bạn nhé. Lần đầu tiên mình nghe em Phan đọc Hai lần sau mình đọc lại chung với anh Phan Mình đọc cùng lúc với anh Phan luôn các bạn nha Chúng ta cùng tập luyện này. I am short and you are tall I am short and you are tall I am short and you are tall I am rich I am rich I am rich. He is smart. He is smart. He is smart. She is cute. She is cute. She is cute. Your sister is talented. Your sister is talented. Your sister is talented. Your daughter is sporty. Your daughter is sporty. Your daughter is sporty. Your brother is strong. Your brother is strong. Your brother is strong. Your brother is strong willed. Your brother is strong willed. Your brother is strong willed. My boss is angry. My boss is angry. My boss is angry. My neighbors are noisy. My neighbors are noisy. My neighbors are noisy. My fiance is ambitious. My fiance is ambitious. My fiance is Ambitious. I am not fluent in English. I am not fluent in English. I am not fluent in English. My husband is not happy with his car. My husband is not happy with his car. My husband is not happy with his car. The weather is not good today. The weather is not good today. The weather is not good today. Are you sad because of the rain? Are you sad because of the rain? Are you sad because of the rain? Are they late because of the traffic jam? Are they late because of the traffic jam? Are they late because of the traffic jam? Are you diligent in your studies? Are you diligent in your studies? Are you diligent in your studies? Is he hard working? Is he hard working? Is he hard working? Are you thankful for this lesson? Are you thankful for this lesson? Are you thankful for this lesson? You don't have to say thank you. You don't have to say thank you. You don't have to say thank you. Just help me like and share this video. Just help me like and share this video. Just help me like and share this video. Anh Văn và TK cảm ơn các bạn đã học chúng em Văn và TK ngày hôm nay. Chúc các bạn học thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.